Ngọc Sơn làm điều mà ít ai ngờ tới. Chính vì cách nghĩ về thân phận con người, dù thế nào cũng về với cát bụi, nên chiều hôm qua, Ngọc Sơn đã không do dự khi quyết định hiến xác cho y học. Sau khi báo với người bạn về quyết định này, Ngọc Sơn đã tiến hành ngay thủ tục trong ngày. Xuất phát từ đâu mà anh có ý định này? Con người ta sinh ra từ cát bụi, liệt trần thì cũng trở về với cát bụi. Nếu đem thân xác đi chôn vùi trong lúc các trưởng y họ thiếu tiêu bản người để thực tập và nghiên cứu khoa học thì phí phạm quá. Tôi muốn phụng sự cuộc sống cả sau khi mình đã chết. Anh hình dung có thể một số khó khăn sẽ xảy đến khi đưa ra quyết định này như thế nào. Tôi độc thân đâu có vướng gì mà lo. Hơn nữa, việc đó xảy ra khi tôi chết rồi, có rắc rối gì thì cũng đâu có sao. Vậy còn những người thân của anh phản đối thì sao? Tôi không để ý, nhưng nếu không ủng hộ thì cũng không được đâu. Tôi là chủ của thân xác mình, nên có toàn quyền quyết định. Và lại, việc này cũng không phải giống như mình chết mất xác sau 2-3 năm gì đó. Khi trường họ không còn nhu cầu thì gia đình vẫn có quyền nhận về mai táng. Hãy tưởng tượng xem hiến một quả tim sẽ cứu một người, còn hiến xác dành cho thực tập sẽ rèn luyện tay nghề cho hàng trăm bác sĩ, từ đó cứu được hàng nghìn người, cần lắm chứ. Thường thì người ta chỉ hiến xác khi đã về già, anh thì ngược lại, vì sao vậy? Tại lúc này rảnh, không có gì làm thì đi hiến vậy mà. Anh nghĩ gì trên đường từ nơi hiến xác về nhà, sao mình không đi hiến sớm hơn, cười. Ngoài hiến xác, anh dự định xây một ngôi trường từ thiện cho trẻ em nghèo mồ côi. Ý tưởng này xuất phát như thế nào? Chuyện này bắt đầu từ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình vui đùa với một đàn trẻ con. Tôi dạy chúng hát và nhảy hip hop. Rồi thấy mình đứng giữa một ngôi nhà to lắm, xung quanh toàn trẻ con, không có bạn bè, người thân gì hết. Chính giấc mơ đó gửi cho tôi nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi. Từ đó tôi có ý định muốn làm một điều gì đó cho các em, nên quyết định bán căn nhà mình đang ở. Tiền bán nhà tôi sẽ trích ra mua lại một căn khác nhỏ hơn cho cha mẹ ở, còn thì xây một ngôi trường từ thiện cho trẻ mồ côi. Việc bán nhà của anh thực hiện đến đâu rồi? Tôi đã thông báo đấu giá mấy tuần nay căn biệt thự Millennium, căn biệt thự trên đường Sương Nguyệt Ánh, thành phố Hồ Chí Minh, với mức giá khởi điểm 1 triệu USD, nhưng vẫn chưa thấy người nào trả lời ok. Nghe anh nói có cảm giác như anh đang dọn cho mình một chuyến đi xa. Tôi còn khỏe mạnh lắm, còn lâu mới chết. Tôi nở cuộc đời và khán giả nhiều lắm, cả mãi cũng không hết được đâu. Cuộc đời cho tôi nhiều và cũng rất bao dung khi tôi sai phạm lắm. Cuộc đời cho tôi rất nhiều và cũng rất bao dung khi tôi phạm sai lầm. Tôi luôn tâm niệm một điều, sống hay chết gì cũng vậy, nếu còn giúp được gì cho đời thì cứ giúp. Một cuộc sống mới sẽ tái sinh nếu mình biết hy sinh và dâng tặng. Ngọc Sơn, tôi muốn báo hiếu cho cha mẹ nhiều hơn nhưng không còn cơ hội. Ngọc Sơn không kiềm được cảm xúc khi chia sẻ về cha mẹ. Nam ca sĩ cho biết mình vẫn nợ họ rất nhiều ân tình, chưa thể báo hiếu đủ. Chương trình Người Hát Tình Ca gây bất ngờ khi trở lại với phiên bản đặc biệt. Chương trình được ghi hình trực tuyến. Chương trình được ghi hình trực tuyến là cầu nối giao lưu giữa các nghệ sĩ gạo cội với những dòng ca trẻ tiềm năng. Trong vai trò khách mời, ca sĩ Ngọc Sơn để lại nhiều ấn tượng khi trả lời về chuyện đời, chuyện nghề. Không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát ngọt ngào, nam danh ca còn được biết đến khi sở hữu nhiều ca khúc ý nghĩa về bậc sinh thành. Giọng ca lòng mẹ cho biết khả năng âm nhạc của mình được gieo mầm và nuôi dưỡng từ cha ruột. Cha nam danh ca vốn là trưởng đoàn văn công quân khu 5, rất đam mê âm nhạc. Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, anh nói, tôi lớn lên trong thời kỳ nghe bom nản nụ, nhà phải đi sơ tán, lúc đó tôi cũng dần nhận thức được nỗi lo mất cha mẹ. Nghĩ tới đó lúc nào tôi cũng khóc và sợ lắm, vì thấy bao gia đình tan nát rồi, may mắn sao, tôi theo gia đình vào miền Nam và được nuôi ăn học tới nơi tới chốn. Lúc nào tôi cũng thương cha, thương mẹ. Có quà bánh gì cũng mang về cho cha mẹ hết. Tại chương trình, danh ca Ngọc Sơn cũng hé lộ kỷ niệm khó quên về người cha quá cố của mình. Anh kể với Nguyên Khang, quê tôi ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ngay gần biển.
Thời bé đêm đêm, cha đều cởi áo mang tô khoác cho tôi. Lúc đó tôi đã biết thương cha, lo cho cha bị lạnh. Lúc tôi theo cha vào miền Nam năm 1975, tôi rất nhớ mẹ và các em. Vì tôi và chị Thu Hiền vào trước nên rất nhớ các em Ngọc Hà, Ngọc Hải. Sau đó mẹ vào ở chung với cha mẹ. Tôi rất hạnh phúc vì được hướng dẫn, chiêu dắt và đam dạy rất nhiều. Chính vì những khoảnh khắc ấm áp đó, Ngọc Sơn cho biết mình rất giàu tình cảm. Khi bắt tay vào sáng tác các ca khúc về Đấng Sinh Thành, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn, anh đã hoàn thành một bài hát thuộc đề tài này, viết về cha mẹ. Tôi có thể sáng tác giữa đêm hay buổi sáng thức giấc hoặc trong vòng 15 đến 20 phút, anh chia sẻ. Tuy nhiên, giọng ca tình cha khiến không khí chương trình trầm lắng khi xúc động kể về tâm nguyện của mình lúc cha mẹ qua đời. Ngọc Sơn cho biết dù đã đổi. Ngọc Sơn cho biết dù đã đối xử hết mực yêu thương, nhưng anh vẫn thấy chưa là gì so với tôi nuôi dưỡng dục của họ. Anh ba nghẹn ngào chia sẻ, cảm xúc và những điều dành cho cha mẹ tôi cảm thấy là chưa đủ. Tôi luôn rất thấu hiểu. Tôi luôn thấy thiếu, muốn báo hiếu cho cha mẹ nhiều hơn. Nhưng mà ngoài ra, nam danh ca còn cùng học trò ca sĩ Thúy Anh dành tặng khán giả những ca khúc ý nghĩa với phần điền đàn của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Ngọc Sơn bật khóc khi bị công an bắt do ăn chơi thác loạn. Ở Việt Nam, nhắc đến giọng ca nam nổi bật của dòng nhạc trữ tình quê hương, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Ngọc Sơn, nam ca sĩ được mệnh danh là ông hoàng nhạc xến của Việt Nam. Khán giả biết đến anh nhờ nhiều ca khúc đình đám như Vầng Trăng Cô Đơn, Lòng Mẹ, Tình Cha. Điều đặc biệt ở Ngọc Sơn là anh rất giỏi ngoại ngữ, dù theo đuổi ca nhạc nhưng nam ca sĩ lại từng đi dạy ngoại ngữ, có thể thông thạo đến 8 thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha, Nga, Quang Đông, Quan Thoại. Với độ nổi tiếng của mình, Ngọc Sơn sở hữu mức các C không phải rằng vừa. Nam ca sĩ có đủ nhà sang, xe xịn, dàn đồ hiệu đắt đỏ. Hiện tại dòng ca Lòng Mẹ đang sống tại biệt thự Thiên Nhiên.